Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Hôm nay em sẽ giới thiệu cũng như là nói qua về những cái loa hiện tại cũng như là một cái so sánh khách quan nhất để các bác cùng nghiên cứu và phát triển trong thời gian sắp tới. Thì hôm nay sẽ nói về chủ đề là các dòng như là full ram, column. Hello. Đang quay. Full ram, column, Nine Array và hỏa tiễn. Những hệ thống này thì sắp tới nó sẽ thịnh hành về model sản phẩm nào và các bác sử dụng trong không gian môi trường như nào là phù hợp nhất, hợp lý nhất. Thì bây giờ em sẽ kể qua nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ chú ý đến với anh bạn nhỏ bé mà cao kèo này. Đây là loa column QT Acoustic Rex 602. Dòng này thì chuyên dùng nếu như loa nó lùn hơn, thấp hơn, nhỏ hơn, bé hơn ý, thì chuyên dùng cho những phòng họp, hội trường yêu cầu là không gian nó đã bị vang và dỗ âm sẵn rồi, nên là phải cần rất nhiều loa này để điểm vào những cái gọi là cột trụ. Mỗi cột trụ là một chiếc loa thì nó sẽ đánh điểm vào đấy mà nó không bị dỗ âm đấy, gần như là âm thanh nó sẽ lan tỏa luôn, nên là không kịp để mà phản hồi và dỗ lại. Nó là cái điểm mạnh ở trong nhà. Còn khi mang ra ngoài trời thì các bác nên kết hợp từ 2 đến 3 chiếc gọi là thành cái cây cột nó thật cao vào đấy, và nghiêng cái loa, không phải là nghiêng về ngửa lên kiểu bán a dây đâu, mà là nghiêng, ví dụ đây là đang không độ nha, là các bác kê đằng sau loa nó hơi nghiêng xuống 1, 2 hoặc 5 độ này thì nó sẽ hiệu quả nhất để cho các bác làm sự kiện tiệc cưới nó không bị thất thoát âm thanh phí lên trên trời. Đó. Đấy là cái điểm rất là hay của column và cái điểm khuyên dùng. Có điểm yếu của column thì bây giờ em sẽ kể như sau. Column này thì nó chủ yếu là về cái tiếng mid ram và min 2. Thì nếu như các bác mà đánh highway, sub và column thì các bác cắt cho con này 175Hz đến 250Hz. Còn nếu mà các bác đánh theo kiểu 3 luồng, 3 way, tức là sub, mid non và 2 là con này nhá, con này mid 2 này, thì các bác cắt sub bao nhiêu thì tùy. Còn mid non các bác cắt từ 180 đến 100 nhá, cắt từ gọi 80 đi đến 300 hoặc 250, còn lại để con này nó đảm nhiệm nốt thì nó sẽ hiệu quả và nó không bị gọi là hỏng loa. Đấy, nếu như các bác dùng trong không gian ngoài trời. Và column này nhá, khai thác được nó cực kỳ khó, nhưng mà khai thác được nó rồi nhá, các bác làm rất là sướng, cực kỳ nhạt. Đấy, đây điểm mạnh và điểm yếu của column, nó nhanh thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ sang với anh bạn là Nine Ray. Nine Ray thì em cũng khuyên dùng các bác thôi, các bác nên dùng dây nhỏ và dây bé, còn các loại dây to 30-40 này em nói thật là không nên. Tại sao mà em vẫn nói thế? Mà bởi vì bên em là từ trước giờ em có bán cung cấp các loại như là vỏ thùng loa có rất nhiều, nhưng mà rất ít khi đang bán nên vỏ dây 40 hoặc dây 30, nó không hiệu quả. Hoặc là nếu mà có thì toàn hàng khủng thôi, nhà dây đôi 30 thì các bác có xem ấy, thì dây đôi 30 là full option cũng hình khủng nhất rồi. Còn đó thì chuyên dùng cho touring, tổ chức sự kiện chuyên nghiệp thì là phải treo loa lên thì mới chơi được. Còn dây như thế này các bác đánh mặt đất, các bác bị cái điểm yếu là các bác lười không kê dây lên cao. Mới thứ hai là để dây ngửa về hướng trước này. Đây là ví dụ nha. Đấy, đáng nghĩa là phải tháo cái lưới ra, bỏ cái tên này ra để cho anh chủ anh nhìn thấy, anh không ý kiến nhưng mà thôi, để thế quay được quảng cáo hộ anh ấy. Hướng Nhật Modeling các bác tìm trên Facebook nha, trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Hướng Nhật Modeling, nâng cấp và sửa chữa rất nhiều sản phẩm trang thiết bị âm thanh tại đây. Nâng cấp thôi, còn thi thoảng là nhà chật quá anh cứ gửi đây thôi, mà chủ yếu là gửi thôi. Nhà anh chật quá nên anh vào đầu cơ máy cho anh gửi mấy hôm cũng được. Cho sân nhà nó chật đấy. Thì đây là cái, nếu như các bác mà làm sự kiện tiệc cưới thì bây giờ em nói chung về dây là các bác nên không nên để dây như thế này, dây này đang ngửa lên này đấy. Các bác phải kê cái dây mà nó hơi chúc chúc xuống, hoặc là dây nó đánh bằng mặt như con hỏa tiễn ở trên kia. Đấy, thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Và cái dòng dây này nếu như các bác mà làm chương trình to ấy, thì góc mở của nó, hiệu quả của nó tầm 300 đến 500 mét là chuyện bình thường. Với một hệ thống set dàn này dây từ 3 đến 5 cặp hoặc 8 cặp thì các bác có thể chơi từ 300 đến 500 hoặc 800 mét là chuyện bình thường. Hiệu quả đấy nha, hiệu quả của nó. Nếu còn nếu mà có một cặp, hai cặp hay ba cặp thì các bác thì đánh tầm 300 mét đổ về thôi là nhức đầu lắm rồi. Bởi vì cái này nó tính theo kiểu phi tuyến tính, các bác biết rồi,
nhân đôi khoảng cách trừ 6 dB và chia đôi khoảng cách cộng 6 dB. Đấy. Ví dụ các bác đứng từ chỗ các bác đang nghe đo là 100 dB đến khoảng cách tại loa là vào 64 m, thì tính ra SPL tại đỉnh điểm trước mặt loa khoảng 1 m, nó khoảng tầm là 130 dB, 130 đến 133 dB gì đấy. Phải tính theo kiểu phi tuyến tính mà. Tức là đo gần loa hết mức, hết cỡ là 140 dB đi, ví dụ thế. Xong các bác cứ thế 2 m trừ 6, 3 m, à đâu 2 m trừ 6 này, 4 m trừ 6, 8 m trừ 6. Đấy, 16 m này trừ 6, 32 m trừ 6, 64 m trừ 6, 132 m trừ 6 và 256 m trừ 6. Đấy. Thì nó sẽ tính ra được cái công suất SPL tính theo khoảng cách. Đấy nhá. Ở trên website của các hãng trên thế giới họ cũng có ghi SPL. Tức ví dụ con loa hỏa tiễn T24 của TVK Audio peak là 130 hay 133 dB thì các bác cứ thế tính ra 1 m trừ đi 6 dB. À đâu, đo 1 m là 133. Đấy, 2 m trừ đi 6 dB là còn 129. Ví dụ thế là các bác cứ thế các bác chia và trừ đi. Ví dụ nha. Đó. Thì đây là nó qua về na dây này thì các bác là nên nếu như làm sự kiện to thì phải treo loa lên, còn nếu không thì các bác đặt lên trên nóc con súc như kìa, nó cũng cao lắm rồi, và cho nó nghiêng về 0 độ thì nó hiệu quả nhất. Đấy. Để là đánh sẽ được tốt nhất, nó không bị thất thoát cái tiếng tép lên trên trời, mà nó đánh sẽ gọi ngang bằng mặt hoặc là đánh xuống đất thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ sang với anh bạn là loa full ram. Full ram này thì nó có một góc mở là theo định hướng của cụ kèn và họng tép. Như là, nếu như full ram như con này là loa đồng trục này. Đấy, con loa này là loa đồng trục bát 30. Con này thì góc mở của nó là 90 tròn. Đấy, 90 tròn. Có những loại như này thì 50-100. Đấy. PS 10 đang sơn lại, sơn dở lại. Thì con này là nó sẽ hiệu quả trong phạm vi là từ 30 đến 50 m là tối đa. Tối đa là 50 m nhé. Trong khoảng, nhưng mà con này thì em nói thật các bác là nó dạng là đánh mở mặt. Nếu như con loa full ram nào mà kêu to mồm nhất, nó cũng chỉ hiệu quả trong vòng từ 30 đến 50 mét thôi là hiệu quả lắm rồi. Kêu rất là to và cực kỳ ra tai rồi. Các bác biết 50 mét là cũng đi bộ nhiều chân đấy. À, ví dụ nha, 50 mét là đi từ nhà em này đến chỗ ngã ba kìa, em đang thi thoảng hay đứng kìa, tít trên góc trên kia kìa. Đấy, phải gần 50 mét đấy là nó hiệu quả trong tầm đó, tức là độ ồn mà nghe được trong tầm đấy. Còn đấy mà gọi là các bác mà đánh mở mặt, đánh trong phạm vi thì chỉ tầm dưới 20 mét thôi với những dòng loa full ram này. Đấy. Full ram thì nó được cái là tiếng bass nó có thể đầy đủ hơn, mạnh hơn, nhưng nó không đi xa được, nó chỉ đánh mở mặt thôi. Đấy gọi là đánh phụ mặt. Và crumb thì nó cũng chỉ nhỉnh một chút xíu thôi, nó gọi là đánh tập trung xa hơn một tí do họng kèn của loa. Đấy. Ở đây dây thì nó là họng kèn đặc trưng rồi. Trái phải 90 trên dưới 10, gọi là 90-10. Và dòng này dây thì nó hiệu quả từ 300 đến 500 mét chuyện bình thường. Còn một cặp như này mà đánh solo ngoài trời tầm 300 mét là hiệu quả. Đấy. Hiệu quả nhất trong vòng tầm 300 mét, còn nghe được trong vòng tầm 500 mét là vẫn nghe được. Đấy. Tiếp theo nữa là đến anh bạn cuối cùng là Homelander. Tức là loa có định hướng. Gọi là dòng hỏa tiễn thì cho các bác dễ hình dung. Với dòng hỏa tiễn này thì các bác có thể chơi không gian từ cũng tương tự như A-Zay nhé, đánh bằng mặt A-Zay. Nếu như các bác muốn hiệu quả hơn nữa thì các bác có thể treo loa lên và nghiêng xuống 10 độ thì nó hiệu quả hơn rất nhiều. Nó không cần, các bác không cần phải nai A-Zay nữa, các bác chỉ cần hai cặp Homelander, tên hai cặp hỏa tiễn thôi, series 30 hoặc 40 tùy. Đấy, cứ miễn là 30 hoặc 40 tùy, bởi vì nếu như xếp chồng lên nhau ấy thì nó sẽ hiệu quả nhất. Còn nếu như các bác mà xếp kiểu xếp riêng nhau ấy, xếp theo kiểu bầy đàn, tức là xếp kiểu một chiếc góc này, một chiếc góc giữa, một chiếc góc này, nó đánh nó mở sang mặt này, thì là nên dùng là hỏa tiễn 30 thôi và xoay cái họng kèn kia kìa, không phải xoay ngang kia nữa, mà các bác sẽ tháo họng kèn ra xoay nó dọc lại. Đấy, thì nó sẽ hiệu quả hơn. Và góc mở của nó tép nó sẽ có định hướng hơn, khi các bác kê hai chiếc vào nhau thì nó không bị chéo góc tại một số điểm. Như hôm trước là em test đây là có một đôi này, nó hơi bị sai sách tí. Đấy,
thì em không cạnh luôn. Với cái dòng hỏa tiễn này thì các bác chơi kiểu sự kiện tiệc cưới vừa vừa nhỏ nhỏ tầm 300-500 khách là hiệu quả nhất. 300-500 khách là hiệu quả nhất. Với một cặp series T30 này thì là tầm 300-500 khách. Còn series T24 kia thì nó sẽ nhỏ hơn một chút thôi, nhưng mà cổ tép côn như nhau, to như nhau thì nó được. Đấy, còn hơn nhau cái màng nó bát thôi. Bởi vì cái màng nó bát, tép con này nhá, cắt rất là cao. À, cắt không phải cao, cắt rất là thấp nên là bát nó phải gồng hết cỡ nên nó kéo tiếng nòi vào. Đấy. Tép của dòng hỏa tiễn này nó cắt từ 800 Hz đến 18 kHz. Một củ loa nó phải đảm nhiệm cái phần đó rất là khổ. Nên là nếu như các bác mà biết, các bác cũng biết tìm tòi mà hiểu biết ý, thì các bác sẽ biết là cái dòng T24N xịn ấy, củ tép của nó rất đắt tiền, cực kỳ đắt tiền. Củ tép không thôi bằng cả một đôi loa thanh gióng này. Đôi này bên em lắp lên nếu như lắp mới khoảng tầm 16 đến 18 triệu 2340. Còn nếu mà hỏa tiễn 2330 kia tầm từ 14-16 triệu. Từ 14 đến 16 triệu 2330. Đấy nhá. Thì để các bác có sự so sánh khách quan. Ở đây là một video là nói luôn với các bác là so sánh khách quan chứ không phải là test demo. Chúng test demo nói thật nhá, càng to càng ăn tiền, càng to càng dễ bán. Đấy, chứ còn column thì em nói thật là column nó phù hợp với không gian diện tích sân nhỏ vừa bé thôi. Ví dụ như sân nhà em này, cái sân khấu to quạc bây giờ. Bây giờ các bác chỉ cần đặt hai quả column, một chiếc bên này, một chiếc bên này. Cả sân này nghe tít mù. Đấy. Thế thôi. Đấy là của column. Còn full ram này các bác phải điểm ra. Trước mặt 4 quả, sau giữa 2 quả nữa và cuối sân hất ngược lại 2 chiếc nữa thì nó đầy đủ, nó không bị thiếu tiếng. Và cho anh em nhảy múa ca nhạc hát hò tít mù luôn. Còn với dòng Homelander này thì em nói thật một quả thôi, nó cũng khiếp rồi. Một quả Homelander 40 này. Đấy, hoặc là một quả Homelander 30 thôi nó khoát cho ở cái sân này rất tai. Còn nếu như các bác mà dùng cái na dây này vào trong sân này thì em nói thật là nhà bé này chơi loa to quá, bóp họng. Đây nó không khác gì là mặc áo gấm nhưng mà đi đêm này. Rất dư thừa. Đấy. Vừa với các bác là làm sự kiện tiệc cưới ngoài trời thì nên sử dụng với những cái dòng như là full ram, cấu hình khủng, loa to á. Hoặc là các bác nên sử dụng các dòng như là Homelander hỏa tiễn này. Còn na dây thì em chỉ khuyên dùng là nếu các bác mà có tiền các bác mua dây xịn. Các bác chỉ mua loại dây 25-30 thôi, chứ mua gì hẳn cái dây 40 không có đâu. Toàn 40 gióng luôn. Đấy. 40 gióng thì quá nó dẫn nó to mồm, nhưng mà hiệu quả của nó thì không ăn nổi một chiếc này. Một đôi này không ăn được một chiếc này, em nói thật luôn. Đấy, các bác tin hay không thì tùy. Đấy. Hiện tại là như một đôi này là 2 bát 2 tép. Đúng không? Mà một chiếc này là 2 bát 1 tép. Đấy. Một đôi dây không ăn nổi một chiếc hỏa tiễn. Cùng đường kính của nó bát, cùng là đua 15 inch. Đấy. Ok, video đánh giá khách quan đến đây là kết thúc nha. Đấy, mọi thắc mắc cũng như ý kiến đóng góp thì các bác liên hệ trực tiếp, hoặc là các bác thấy em nói đúng hay nói sai, ưng ý hay là chưa ưng ý như thế nào thì liên hệ trực tiếp với em. Đấy. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau thì em sẽ nói qua về những cái ví dụ nha, súp kê nào, đánh như nào cho nó hay, em sẽ nói trong clip lần sau. Hôm nay báo cáo các bác là so sánh khách quan, giới thiệu và so sánh khách quan giữa tứ trụ triều đình, đó là hỏa tiễn, Homelander, Night Array, full ram và column, để các bác có sự so sánh khách quan nhất nhé các bác nhé. Các bác thấy con nào hiệu quả nhất, phù hợp nhất như thế nào, liên hệ trực tiếp với em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.